Ánh mắt Nhan Hạ rơi trên người Cố Diệp Du, lướt qua đối phương trên cổ tay mang theo một chuỗi vòng tay hồng mã não. Sinh cát chi khí rất đậm, xem ra người sau lưng Cố Diệp Du nội tình rất thâm hậu. Đôi mắt của Cố Diệp Du rất mẫn cảm, rất nhanh liền phát hiện ra Nhan Hạ đang nhìn vòng tay của mình. Cô ta sờ sờ vòng tay, đáp trả Nhan Hạ một cái ánh mắt đắc ý. Cho dù không phá giải, cô ta cũng như thường có thể tìm được phương pháp áp chế. Từ sau khi đeo lên cái vòng tay này, hiện tại mặt của cô ta đã không còn đau chút nào nữa. Chờ kỳ chương trình này kết thúc, chúng ta hẹn đi du lịch đi. Được thôi. Từ khi nào mà Nhan Hạ và Thạch Hi Diễn ăn ý với nhau như vậy rồi? Quý Linh nổi lên chua xót, trái tim càng là níu lấy từng đợt đau. Linh ca, anh cần gì tự hành hạ như vậy? Nhìn thấy hai người cười cười nói, trong lòng của hắn đều cảm giác khó chịu, chưa nói chi là bạn trai cũ như Quý Linh. Nếu trái tim con người có thể kiểm soát được, thì đã không bị mất. Hắn hối hận rồi. Hối hận không cố mà trân quý quãng thời gian bên nhau với Nhan Hạ. Hối hận bản thân quá tự phụ, cảm thấy cô ấy thích mình như vậy. Khẳng định không thể nào rời đi. Sau khi hạ cánh ở sân bay, một đoàn người ngồi lên xe của tổ chương trình, trực tiếp đến trung tâm thành phố. Vừa xuống xe, trực tiếp cũng đã bắt đầu. Hoan nghênh mọi người tới AC Quốc tham gia kỳ chương trình này. Chủ đề lần này chính là chơi. Mọi người tổng cộng có 10 vị khách mời, chia làm 3 nhóm. Tổ chương trình chúng tôi sẽ cho mọi người một vài điểm check-in. Mọi người mỗi ngày đi check-in ở những địa điểm này, cũng chính là dẫn theo khán giả chơi. Cái này tốt, vậy phí tổn, đều là tổ chương trình cung cấp sao? Chúng tôi sẽ phát cho mỗi người các vị 500 AC tệ làm tài chính khởi động. Chắc chắn sẽ không để các vị màn trời chiếu đất. Trong thời gian một tuần tiếp theo này, các vị muốn sinh hoạt như thế nào, chơi ra sao, hoàn toàn dựa vào bản thân các vị. Cái gì gọi là dựa vào bản thân chúng tôi? 500 tệ làm sao để chúng tôi sinh hoạt một tuần? Nếu như các vị cảm thấy chưa đủ, vậy thì các vị tự mình đi kiếm, sau đó ăn ngon chơi sướng. Tôi tin tưởng với năng lực của các vị, nhất định có thể mỗi ngày đều có thể rất thoải mái. Vậy làm sao chia nhóm đây? Tự do chia nhóm thôi. Có một nhóm 4 người, hai nhóm 3 người, tôi và Hạ Hạ một nhóm. Tôi muốn để cô ấy mang tôi bay, tôi đi theo người đại diện nhà tôi. Chị ấy đi đâu, tôi liền đi nơi đó. Nhan Hạ là bà chủ kiêm người đại diện của Phí Hoài, đây là mọi người đều biết. Tô Cẩm và Ân Vi Vi đều nhìn ra được Thạch Hi Diễn đối với Nhan Hạ không bình thường. Vậy chúng ta đơn độc nhóm một cái nhóm, hai người quan hệ không tồi, trước đó chung nhóm cũng vui vẻ. Tiểu Trì Tử, hay là cậu vào nhóm của chúng tôi đi. Được thôi, vậy tiếp theo liền làm phiền Ân lão sư và Tô lão sư rồi. Vậy vừa hay, tôi, Nhan Hạ và Phỉ Hoài một nhóm, Tô Cẩm, Ân Vi Vi và Hà Trì một nhóm, 4 người còn lại vừa vặn một nhóm. Ba anh em Cố Diệp Châu ngược lại là không có ý kiến, bọn hắn vốn là không định tách ra. Nhưng sắc mặt của Quý Linh lại có chút khó coi. Chúng ta nhóm này, kỳ lần trước cũng là như vậy. Người xem nhiều rồi có thể sẽ thấy nhàm chán. Tôi đề nghị, vẫn là một lần nữa chia nhóm đi. Hắn chỉ muốn cùng Nhan Hạ một nhóm, càng muốn chia rẽ Nhan Hạ và Thạch Hi Diễn. Tùy các vị, tổ chương trình chúng tôi không quản cái này. Tôi cảm thấy như vậy rất thú vị. Dù sao chúng tôi đã là một nhóm rồi, mọi người tùy ý. Hạ Hạ, tôi cùng một nhóm với các cô được chứ? Quý lão sư, ba người chúng tôi đã lập xong nhóm, sẽ không thêm một ai vào nữa. Hạ Hạ, được chứ? Tôi đi theo Diễn Tử, lời anh ấy nói, chính là tôi nghĩ. Quý lão sư, Hạ Hạ đi theo tôi, cho nên tôi từ chối đề nghị vào nhóm của anh. Cố Diệp Du thấy thế vô cùng tức giận, Quý Linh thế mà hèn mọn như thế đi cầu Nhan Hạ. Nhan Hạ có cái gì tốt? Làm sao bất luận là Quý Linh hay là Thạch Hi Diễn, đều giống như là bị điên mà nhào tới. Hạ Hạ, tiếp theo chúng ta đi làm gì? Đi ăn cơm trước đi, sau đó tìm việc có thể kiếm tiền. Buổi tối ở tốt một chút. Đúng, người là sắt cơm là thép. Ăn no rồi chúng ta mới có sức lực làm việc. Hay là chúng ta tiêu hết 1.500 luôn? Tôi phát hiện gần đây có một nhà hàng không tồi. Tôi cũng nghĩ như vậy. Tiền tiêu xong lại kiếm. Cậu thấy thế nào? Tôi đồng ý, tận hưởng lạc thú trước mắt rất tốt. Ba người này cũng quá tiêu xái rồi đi. Cho nên ba người họ có thể thành một nhóm. Vậy chúng ta làm sao đây? Là cũng đi con đường tận hưởng lạc thú trước mắt, hay là tiết kiệm một chút? Tôi đề nghị hôm nay liền đi con đường tiết kiệm đi. Nếu như sau đó kiếm được nhiều tiền, lại đem chất lượng sinh hoạt tăng lên. Tôi đồng ý. Chúng ta sẽ đi theo con đường nào đây? Tùy các em chọn. Chúng ta cũng đi con đường tận hưởng lạc thú trước mắt. Em có lòng tin với việc chúng ta kiếm tiền, cho nên chúng ta cũng đi ăn bữa ngon. Buổi chiều chúng ta kiếm tiền thế nào? Có phải là đi đầu đường mãi nghệ? Nếu như mãi nghệ, ca hát khiêu vũ chúng ta cũng rất am hiểu. Tôi đã nghĩ xong buổi chiều chúng ta kiếm tiền thế nào rồi. Vừa rồi tôi nhìn thấy có một event của câu lạc bộ đấu kiếm. Người có hứng thú đều có thể tham gia. Nếu như có thể giành được hạng nhất, liền có 3 vạn tệ ban thưởng. Hạng 2 được 2 vạn, hạng 3 được 1 vạn. Chúng ta tranh thủ giành được hạng 3. Ăn ở hôm nay liền được giải quyết rồi. Đấu kiếm, nhưng tôi không biết. Cậu và tôi không biết, không quan trọng. Hạ Hạ biết là được, cô ấy sẽ dẫn chúng ta bay. Yên tâm đi. Vậy thật là quá tốt rồi. Lão đại, vậy chúng ta liền dựa vào chị rồi.
Được, tỷ tỷ dẫn các cậu bay. Cho có được tiền, chúng ta ở khách sạn tốt nhất. Cơm tối cũng đi ăn ở chỗ nhà hàng đặc sắc nhất. Dạ được. Nhan Hạ xuyên qua đến các tiểu thế giới, đều sẽ cố gắng học tập các loại kỹ năng. Đấu kiếm từng ở một cái tiểu thế giới xem như sở thích học qua. Trình độ đấu kiếm có thể so với tuyển thủ chuyên nghiệp. Không chút hồi hộp thành công đạt được 3 vạn tệ tiền thưởng. Hạ Hạ, cô quá tuyệt rồi. Đã nói muốn dẫn các anh bay, khẳng định không thể nuốt lời. Lão đại uy vũ. Nhan Hạ uy vũ. Không hổ là bà xã của tôi. Chính là đỉnh cao như vậy. Nhan Hạ đỉnh thật. Thế mà giành được hạng nhất. Tôi là một tuyển thủ đấu kiếm. Trình độ của Nhan Hạ đã đạt tới trình độ chuyên nghiệp rồi. Quả nhiên là có thể mang bay, có được 3 vạn tệ này. Trong thời gian một tuần này đủ để vui chơi rồi. Tại sao tôi lại luôn có một loại dự cảm? Với sự lãng mạn của Nhan Hạ và Diễn, cộng với Phỉ Hoài nằm ngửa. Nói không chừng 3 vạn tệ, không được mấy ngày bọn họ liền có thể tiêu hết. Không phải chứ, có thể tiêu như vậy sao? Khó mà nói, đột nhiên thật là chờ mong. Tiếp theo, chúng ta tiêu 3 vạn tệ này thế nào đây? Chúng ta đặt khách sạn trước, qua đó ngủ 1 giờ dưỡng đủ tinh thần, rồi lại đi ăn bữa ngon. Hôm nay một khách sạn 5 sao nổi tiếng trên mạng. Tối nay có buổi biểu diễn pháo hoa mừng kỷ niệm khách sạn. Tổ chương trình muốn chúng ta đến đó check-in buổi diễn pháo hoa. Chúng ta liền đặt 3 phòng có tầm nhìn tốt để quan sát buổi diễn pháo hoa. Check-in cũng chết rồi, ở cũng ở rồi, nhất cử lưỡng tiện. Chú ý này hoàn mỹ, đi theo Hạ Hạ nằm thẳng, thật sự là quá thoải mái. Ăn bám ăn lẽ thẳng khí hùng như thế. Cũng chỉ có Diễn Tử thôi. Hai nhóm khác ở đầu đường mãi nghệ. Nhưng hiệu quả đều không tốt. Hơn 2 giờ Cố Diệp Du 4 người mới kiếm không đến 600 tệ. Nhóm 3 người Tô Cầm kiếm được càng ít hơn. Không đến 300 tệ. Ân Vi Vi cầm điện thoại lên. Vẫn chưa mở ra. Nhìn vào Tô Cầm nói. Tôi đột nhiên có loại dự cảm không tốt. Tôi cảm thấy hẳn là như vậy. Dự cảm không tốt gì vậy? Cậu ấn mở G giúp chat là biết thôi. Nghe nói như thế, Hachi càng hiếu kỳ. Sau đó ấn mở nhóm chat xem một chút. Còn có thể khoe như vậy, chỉ có cậu không ngờ tới thôi. Không có hắn không khoe được. Hachi rất muốn nói. Đây cũng quá chó rồi đi. Chỉ là địa vị hắn không cao. Lại là khách mời phi hành mới tới. Cho nên không dám nói ra miệng. Ân Vi Vi nhịn không được gửi một tin nhắn. Không có chó nhất, chỉ có chó hơn. Thạch lão sư anh thật sự là quá chó rồi. Đồng ý, anh quá chó rồi. Tôi còn muốn nói một câu. Hạ Hạ quá đỉnh rồi. Chúng tôi 300 tệ đều không có kiếm được. Cô liền kiếm được 3 vạn. Thật hoài niệm quãng thời gian của kỳ trước cùng Hạ Hạ một nhóm được mang bay. Đáng tiếc ở kỳ này, hai người chỉ có thể áo ước ghen tị mà thôi. Con tiểu tiện nhân kia thế mà còn biết đấu kiếm, đồng thời giành hạng nhất. Chúng ta ở đây mệt cần chết mới kiếm được không đến 600. Dựa vào cái gì Nhan Hạ liền có thể kiếm 3 vạn. Nhưng bất luận trong lòng của cô ta khó chịu thế nào, chua ra sao, lại đều không thể biểu hiện ra ngoài. Nếu không khẳng định sẽ bị fan Hạ và người xem chửi là lòng dạ hẹp hòi. Nhan Hạ còn biết đấu kiếm sao? Anh cũng không biết cái này, bây giờ nó giỏi như vậy. Căn bản không đem mấy người anh trai chúng ta để vào mắt. Diệp Châu cũng là anh trai Nhan Hạ. Thật ra nhìn tên là biết rồi. Diệp Ngọc, Diệp Du và Diệp Châu chỉ là trước đây thực sự không nghĩ đến khía cạnh này. Đừng nói, anh em Cố gia rất lợi hại đấy. Người đại diện kim bài, tiểu thịt tươi đỉnh lưu, ca sĩ thực lực đỉnh lưu. Lợi hại là lợi hại, chỉ là có chút không có tự mình hiểu lấy. Bà xã tôi đều cùng người Cố gia đoạn tuyệt quan hệ rồi. Diệp Châu hiện tại tới nhận thân, có phải là muộn rồi không? Mấu chốt hắn còn âm dương quái khí. Cứ làm giống như là Hạ Hạ có lỗi với bọn hắn vậy. Vừa rồi hắn tự tay giúp tiểu tiên nữ lau mồ hôi. Một mặt cưng chiều. Tôi còn tưởng rằng hắn muốn theo đuổi tiểu tiên nữ đấy. Ai biết được. Lại là một người anh nuôi khác của tiểu tiên nữ thôi. Chẳng trách Hạ Hạ muốn cùng những anh trai này đoạn tuyệt quan hệ. Từng người đều là vì em gái nuôi nhằm vào em gái ruột. Nhìn mà thật thấy bực. Nhân Hạ 3 người ngủ suốt cả buổi chiều. Người của hai nhóm khác thì vẫn phải đi kiếm tiền. Cố Diệp Du vận khí của bọn họ không tồi. Vừa lúc một nhà công của một nhà hàng cao cấp địa phương bị ốm. Bọn họ tìm được một phần công việc đánh đàn dương cầm và kéo valan. Nếu đã tới rồi, lại cùng là khách mời quay chương trình với nhau. Chúng ta cho chút thể diện, gọi một khúc. Được thôi. Sao lại là các anh? Chúng tôi tới đây ăn cơm. Có vấn đề gì sao? Các anh ăn cơm thì ăn cơm. Còn nghe đàn valan cái gì? Chúng tôi bỏ tiền ra. Đương nhiên phải trải nghiệm đặc sắc của nhà hàng này. Cậu cha Tam từ nhỏ đến lớn đều chưa từng làm qua loại việc này. Còn là phục vụ cho bọn họ. Lúc này đến nghẹn mà chết. Thái độ phục vụ này của anh không tốt lắm. Nếu anh còn như vậy, tôi sẽ đi khiếu nại đấy. Để quản lý trừ tiền lương anh. Ba vị khách nhân muốn nghe cái gì đây? Nếu như cô không muốn cười thì không cần miễn cưỡng. Nếu không rất ảnh hưởng tâm tình và khẩu vị ăn cơm của chúng tôi. Ý là nếu như không muốn cười thì đừng làm mất hứng. Cố Diệp Du chấn kinh nhìn về phía Thạch Hy Diễn. Không thể tin được hắn lại đối với mình như vậy. Sao hắn có thể nói cô như thế trước mặt mọi người?
Khẳng định là Nhan Hạ đã nói xấu sau lưng về mình rất nhiều với Thạch Khi Diễn. Hắn hiểu lầm mới bị ảnh hưởng nhằm vào mình. Tôi không có, tôi chỉ đề nghị một câu. Vành mắt cô đã đỏ rồi, một bộ dáng vẻ muốn khóc. Cô cũng đừng hòng ăn vạ, tôi không nhận. Cố Diệp Du vô cùng tức giận, lúc này cô ta cũng phát hiện Thạch Khi Diễn quá chó rồi. Nếu không phải khuôn mặt đẹp trai này và địa vị ngành giải trí cùng bối cảnh đáng tự hào, cô ta mới sẽ không có hứng thú đối với hắn. Cố Diệp Du vô cùng ủy khuất, Cố Diệp Châu tất nhiên liền đau lòng. Hắn chính là chó như thế, đừng phản ứng hắn. Nếu như em không vui, phần việc này chúng ta liền không làm nữa. Tam ca, em không sao. Đây là đàm phát trực tiếp đấy. Tam ca sao lại không chú ý hành vi như vậy? Hơn nữa ngày trước mặt Thạch Khi Diễn ôm ôm ấp ấp. Để Thạch Khi Diễn nhìn mình như thế nào? Tam ca, chúng ta đang tham gia chương trình trực tiếp, thì phải dựa theo quy định của tổ chương trình. Trải qua Cố Diệp Du nhắc nhở, Cố Diệp Châu cũng phản ứng lại. Hắn lần đầu tiên tham gia chương trình trực tiếp, bình thường bản thân cũng rất ít phát trực tiếp, cho nên thật đúng là quên đi chuyện này. Anh chỉ là sợ em ủy khuất. Các anh mặc dù là khách hàng, nhưng cũng không thể cố ý trêu chọc chứ. Chúng tôi sao lại cố ý trêu chọc? Các anh đi nhà hàng nào ăn cơm hoặc là dùng tiền mua phục vụ? Chẳng lẽ muốn nhìn khuôn mặt xấu xí hoặc nụ cười cứng ngắc của đối phương sao? Chúng tôi sẽ cố gắng làm tốt.